AMBZ, AMB sẽ ra mắt sống card đồ họa mới AZ 9070 XT và AZ 9070 vào cuối tháng này. Mẹ Su đã mang đến một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Phiên bản AZ 9070 XT dự kiến có giá hơn 500 đô la Mỹ. Hiệu năng của nó được cho là ngang ngửa với RTX 5080 của hàng xóm nhưng giá thì chỉ bằng một nửa, khi RTX 5080 đang bị đẩy giá lên đến hơn 1.200 đô la Mỹ. Cảm ơn Nvidia đã giúp AMD học được cách mang lại 90% hiệu năng với chỉ 60% giá thành. Ngoài ra, lần này AMD còn giới thiệu công nghệ FSA4 mới, một giải pháp nâng cấp độ phân giải với hiệu suất tạo khung hình tăng 50%. Đặc biệt hơn, FSA4 vẫn hỗ trợ các dòng card RDNA 3 cũ, ai cũng có thể sử dụng mà không cần phải nâng cấp lên card mới, theo kiểu ép buộc như một dịch vụ thành viên. Suy cho cùng, Lão Hoàng giờ đây không còn bán card đồ họa nữa, mà đang bán giấc mơ của chủ nghĩa tư bản. AMD đã chính thức xác nhận rằng dòng AZ 9070 sẽ bán ra toàn cầu vào ngày 6 tháng 3. Bây giờ chỉ còn chờ Nvidia ra mắt RTX 5070 để AMD tung cú đòn kết liễu đúng lúc, khiến đội ngũ định giá của Nvidia phải tăng sông vì đau đầu với giá cả.